Ông Putin, Nga chiến đấu vì tồn vong của quốc gia. Tổng thống Putin cho biết cuộc chiến ở Ukraine không phải vì mục đích địa chính trị mà nhằm bảo vệ sự tồn vong của nhà nước Nga. Phát biểu ngày 14 tháng 3 trước công nhân nhà máy hàng không ở Buryatia cách Moscow khoảng 4.400 km về phía đông, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang muốn chia rẽ Nga, đe dọa sự tồn vong của nước này. Đây không phải là nhiệm vụ địa chính trị, mà là vì sự tồn vong của nhà nước Nga tạo điều kiện cho sự phát triển của đất nước và con cháu chúng ta trong tương lai, ông Putin nói hôm nay, giải thích lý do tiến hành chiến dịch ở Ukraine. Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây biến Ukraine thành công cụ cho cuộc chiến chống Nga, muốn Moscow chịu thất bại chiến lược. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh nói rằng họ đang giúp Ukraine tự vệ trước cuộc chiến của Nga. Lãnh đạo Nga thừa nhận ông từng lo lắng cho nền kinh tế nước này khi phải hứng chịu làn sóng trừng phạt chưa từng có của phương Tây vào năm ngoái, nhưng thêm rằng thực tế chứng minh nền kinh tế đã mạnh hơn dự kiến. Kẻ thù cho rằng chúng tôi sẽ sụp đổ sau 2 tháng 3 tuần hoặc trong vòng 1 tháng, ông nói. Nhưng chủ quyền kinh tế của Nga sau đó đã tăng lên nhiều lần. Tổng thống Putin nói thêm các đối thủ của Nga dự đoán những nhà máy của nước này sẽ ngừng hoạt động, hệ thống tài chính sụp đổ, tỷ lệ thất nghiệp tăng, người dân biểu tình và nước Nga chao đảo. Điều này đã không xảy ra. Nền tảng cơ bản cho sự ổn định của Nga vững chắc hơn nhiều so với suy tính của bất kỳ ai. Ông cho hay, xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Nga nhiều lần tuyên bố chiến sự chỉ dừng lại khi họ đạt được các mục tiêu đã đề ra, trong khi Ukraine khẳng định xung đột chỉ chấm dứt khi họ giành lại được toàn bộ lãnh thổ, trong đó có 4 tỉnh và bán đảo Crimea mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.